Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Lợi, 24 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, 18 năm tù. Lợi bị xét xử tội giết người. Theo cáo trạng, Trần Thanh Bình đến quán nước của bạn gái Lợi quậy phá. Sau khi hay tin và đã uống rượu, Lợi gọi điện thoại cho anh Bình đến một quán cà phê để nói chuyện. Khi Bình đến nơi, hai người nói chuyện được một lúc, bất ngờ Lợi rút con dao thủ sẵn trong người, đâm 4 nhát vào vùng ngực, lưng, làm anh Bình ngã gục tại chỗ và tử vong sau đó. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lợi mức án trên.